Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 11 của Ban chỉ đạo. Thời gian qua, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo việc khai thác mỏ vật liệu, thí nghiệm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy thi công với tinh thần vượt nắng thắng mưa, làm việc 3K 4 kiếp xuyên lễ xuyên Tết, bàn làm không bàn lùi và đạt kết quả tích cực. Sau phiên họp thứ 10 diễn ra hồi tháng 3, tới nay đã đưa vào khai thác và thông xe hai tuyến đường bộ cao tốc là Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Diễn Châu - Bãi Vọt, nâng tổng số tuyến đường cao tốc trên trục Bắc Nam là 1.187 km và tổng chiều dài các tuyến cao tốc trên cả nước trên 2.000 km. Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá một số dự án vẫn còn chậm so với yêu cầu và còn dư địa rút ngắn thời gian thi công. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các bộ ngành địa phương rà soát công việc, đánh giá tình hình, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, cấp vốn, chỉ rõ vướng mắc ở đâu, khâu nào, trách nhiệm của ai, đồng thời đề xuất giải pháp giải quyết.